Anh, chúc mừng bác cả. Lúc nãy là ôm nhau hơi bị chặt đấy nhá. Kệ tôi. Tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại, gia đình có thể vào thăm. Khổ thân mẹ than đêm qua không ngủ được. Ừ? Chị nói gì vậy? Chị bảo là mẹ ngủ rồi. Khổ thân đêm hôm qua mẹ thức trắng. À thì thôi chị cứ để cho mẹ ngủ đi, em nấu cháo rồi. Chị thấy em kiểu đầu óc đang đau đầu ở trên mây ấy. Đúng không? Mình em lau nhà này. Này. Chị nhìn thấy chú Danh ôm em đấy. Đúng không? Làm gì có. Chị chắc nhìn lộn mấy gì á. Thì kiểu mọi người mừng vui vui vậy thôi. Ôm gì trời. Này, không những là ôm còn ôm rất chặt. Đúng không? Sao nhở? Kiểu ôm chặt gì? Kiểu nó hờ nhẹ hờ hời nè, kiểu vui ha nè. Hờ hờ thôi à? Ừ. Ôm hờ à? Không phải là ôm chặt à? Thì hờ thì cũng được, hờ còn hơn là không ôm. Này, em đang lau nhà, chị đi đây lùi vô. Hả? Thế chứ? Mày thích đứng ở đây. Thôi, người ta không thích nói chuyện với mình thì thôi. Mình đi rửa trái cây hờ hờ vậy. Mình cũng rửa rau hờ hờ thôi. Hờ hờ. Nào. Này, hay chị bảo, hay thôi mai mốt ăn cũng ăn hờ thôi. Đừng ăn thật, giống như kiểu ôm ý. Ôm hờ thôi, không phải ôm thật. Làm vui. Em lên nghỉ đi. Nghỉ gì, nghỉ hơ à?